đây cái vườn mai của anh Trung nè quý vị các bạn. Anh cũng được mười mấy cây gì đó, nuôi tay cành thì cũng năm tháng sáu tháng vậy nè. Cây này là khoảng nhiêu quạnh Trung? Chín trăm ngàn cây á, tại vườn luôn quý vị. Bây giờ mình đi mình đo quanh từng cây đi. À, bữa nay lên luôn, đầu từ cây này. Cây này thì quanh nó tầm 24-25 quanh. Rồi cây số 3. Qua đây cây số 7 đi, cây này cắt ngọn. Này 25 hoành luôn. Cây này hoành 25 nữa các bạn. Hoành 25. Cao này tầm mét. Đúng rồi, cả mét à. Cây này không? Hoành đây rồi lại đó. Cây số 8 nữa các bạn. Cây này nó thiếu nhánh, mà kéo từ từ nó cũng mất. Cây này quạnh nhiêu? Này quạnh 25. Quạnh 25 rồi. 25 chút. Cao khoảng 1m2 à? Cao khoảng 1m2. Đây là cây số 9 à? Cây này 25 luôn. Chân cành bự sẵn à. Quần 25 luôn đó. Đều tàn luôn á, cái mấy cái này đều tàn. Tàn nó tròn tròn như được nuôi tại chỗ này nó không có nắng nè. Đây. Cái đó cao khoảng 1m2. Cái này gù dữ dằn luôn nè. Cái này lùng là cái số 10 nè. Cái này mà bị nu à? Nu đều luôn á. 23. Còn 23. Này cao 8 tấc. 8 tấc à. Này cái số 11 nữa các bạn. Em 6 quần. Cái này quần 25. Quần 25 các bạn. Hơn chục. Quần 25. Năm nay chắc không có bông rồi.
Có ít xịt à? Mét mốt. Cao được mét mốt. Được mười mấy cây anh Dung? Cây này cây số 11 rồi đó. Đây là cây số 12 này các bạn. Cây số 12 này hoành được nhiêu? 22 hoành. Hoành 22. Cao 1,5 m. Cao 1,5 m các bạn. 23 hoành. Đây là cây số 13 này các bạn. Cây này có hoành 23. Nó trên cành cũng nuôi được mấy. Nu hết. Già lắm cái này. Cái này là cây số 14 nè. Nhỏ hoành. Nhỏ cũng 20 mà. 51. 21. 21 hơn chứ mà. 21 hoành. Thì cao tầm mét. Mét. 14 cây đó. Này là cây số 15 nè các bạn. Dưới nó nở nè. Hoành thêm mấy? 27. 27 các bạn. 27 hoành. Cái này cao khoảng 1 mét. Cao khoảng 1 mét. Cái này cây số 16 nè các bạn. Nói chung là những cây mai này là tàn nó đều đều vậy đó. Năm sau là bông nhóc rồi. Thì tới năm sau này mua dưỡng rồi. Sao vậy? Cây này hoành 25 nè các bạn. Nhà cao khoảng 1,3 m. Cao thì khoảng tầm trên 1 m không. Đây là cây số 17 nè các bạn. Hoành 23. Thấy đâu? Nè. Hoành 23 các bạn. Tàn cũng đều đều ha. Ừ, tàn đều lên tới trên. Cái này cái số 18 nè các bạn. Nó đập quá. Hoành. Cái này hoành 24 các bạn. Cao mét. Cao tầm mét. Cho thấy cái chân cành nó có sẵn bẹt ngang sẵn. Ừ, thì chân cành này cũng bẻ hết nước rồi. Rồi qua đây là cây cuối cùng, cây 19. Số 19. Cây này bông đẹp nè. Đẹp lắm á. Tàn nó cũng đều đều đó. Cây này hoành được 29 không? 29 á. Cây này hoành 29 nè các bạn. Gần 29 rồi. 28 mấy rồi. Rồi cái lô này là hoành nó từ 20 trở lên tới 29 đó các bạn. Nói chung anh giao lưu một cây là 900 ngàn. Người quý anh chị nào mà thích cái nào thì alo cho anh Trung nha các bạn. Trời ơi, lâu luôn, cây gửi. Rồi số điện thoại là mình sẽ để dưới tiêu đề á.